Kính thưa toàn thể đồng bào quý mến, sau đây là phần mời gọi đặc biệt. Chúng tôi Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam kính mời giáo sư Lê Tinh Thông phụ giúp đồng bào mở những buổi họp mặt. Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam gấp và chúng ta cần có những buổi họp mặt thường xuyên. Ít nhất là một tháng một lần, hoặc là tốt hơn hết là mỗi tuần một lần, ở tại những nơi có nhiều người có thể tham dự. Một lần nữa, chúng tôi kính mời giáo sư Lê Tinh Thông xin nhận lời mời gọi đặc biệt này. Bởi vì nhiều lần Chúa Giêsu và ông bà tổ tiên chúng ta cũng như anh hùng chiến sĩ Trần Phong đã hiện ra trong lúc tôi thiền định trong giấc ngủ và nhắc nhở tôi phải mở những buổi họp Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam thường xuyên. Và chúng tôi đã cầu nguyện nhiều và đã quyết định mời giáo sư Lê Tinh Thông làm trưởng ban tổ chức những buổi họp mặt Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam. Một lần nữa, kính xin giáo sư Lê Tinh Thông nhận lời. Thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào và giáo sư Lê Tinh Thông. Những ai biết giáo sư Lê Tinh Thông ở đâu, xin làm ơn thông báo cho giáo sư Lê Tinh Thông được biết gấp.